Biểu thức lượng giác trong tam giác có nghĩa là gì? À, có nghĩa là chúng ta đi chứng minh các cái biểu thức về mối quan hệ lượng giác giữa các cái góc trong một tam giác. Và sau đó ta sẽ tiến xa hơn nữa, đấy là những cái bài toán từ biểu thức lượng giác giữa các góc này, chúng ta nhận diện tam giác, tức là xem đó là tam giác vuông hay cân hay đều, vân vân. Đó. Thế thì ta khởi động với cái bài tập số 1, nó cũng khá là đơn giản. Nhưng trước khi đi vào bài tập số 1 thì thầy có một cái lưu ý này. Thầy muốn lưu ý các em nhé. Đấy, là gì? Với tam giác ABC thì điều này chắc là ai cũng biết, thầy chỉ nhắc để cho mọi người nhớ và khai thác nó thôi. Các góc nó sẽ phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn gì? 180 độ. Và điều thứ hai là góc A cộng góc B cộng góc C phải bằng gì? 180 độ. Đó. Các em nhớ điều này. Thế bây giờ ta mới đi vào bài số 1 này. Cho tam giác ABC chứng minh rằng thì A đó là sin của góc B bằng sin của góc A cộng C chia B, cos của góc A cộng B thì bằng trừ cos của góc C, C nhỏ, sin của góc A cộng B trên 2 thì bằng cos của góc C trên 2. D nhỏ là cos của góc B trừ C thì bằng trừ cos của góc A cộng với 2C. Ý E là cos của cái góc A cộng B trừ C bằng trừ 2 cos, xin lỗi, trừ đi cos của góc 2C. Ý F em này, cos của cái góc trừ 3A cộng với B cộng với C chia cho 2 thì bằng trừ sin của góc 2A. Đấy là ý F. Đến ý G này, tôi phải chứng minh là sin của góc A cộng B cộng với 3C tất cả chia 2 thì bằng cos của góc C. H này là tan của A cộng B trừ 2C chia cho 2 thì bằng cotan của góc 3C chia 2. Đó. Thì cái bài tập số 1 là cái bài khởi động cho cái chủ đề này, nên nó cũng khá là nhẹ nhàng, ta có thể giải quyết rất nhanh này. Ý A, sin của B bằng sin của A cộng C, ta có vì ABC là ba góc của tam giác nên là A cộng B cộng C phải bằng gì? 180 độ. Thì hóa ra là dẫn đến cái góc A cộng C đấy phải bằng 180 độ trừ đi góc B, đúng không? Mà sin của góc B thì luôn bằng sin của cái góc 180 độ trừ đi B. Trong phần học về các công thức lượng giác, chúng ta đã chứng minh được điều này rồi. Hai góc mà bù nhau thì sin của chúng bằng nhau. Sin của alpha bằng sin của 180 trừ alpha. Vậy trong trường hợp này, sin B phải bằng sin 180 trừ B. Thế thì em sẽ suy ra là gì?
sin của góc B bằng sin của, ta thay 180 trừ B bằng gì? A cộng C. Vậy là ta được sin B bằng sin A cộng C. Đây chính là điều phải chứng minh nhé. Tất nhiên bài này cũng có một cái hướng giải khác nữa. Đấy là ta sử dụng công thức sin B thì bằng gì? Sin A cos C cộng với sin C cos A nhé. Rồi ta sử dụng hệ thức lượng trong tam giác mà em vừa mới học ở cái chương trước thì em cũng có thể chứng minh được công thức này. Tuy nhiên cái cách đó hơi dài. Ý B này, cos của A cộng B bằng trừ cos của C. A, chúng ta lại có là A cộng B cộng C thì bằng 180 độ. Thế thì suy ra A cộng B sẽ phải bằng gì? 180 độ trừ đi C. À, như vậy thì cos của A cộng B cũng sẽ phải bằng gì? Cos của 180 độ trừ đi C. Hay cos của A cộng B sẽ bằng gì? Ta bỏ 180 độ đi thì em phải đổi dấu nhé. Trừ đi cos của gì? Trừ C. Góc trừ C ta vẫn giữ nguyên. Nhưng em nhớ này, cos của góc trừ C và cos của góc C là như nhau. Trong cái công thức lượng giác ta biết là cos alpha bằng cos của trừ alpha, đúng không? Như vậy thì ở đây ta có cos của gì? A cộng B bằng gì? Trừ cos của C. Thì đây chính là điều phải chứng minh. Đấy là ý B. Đến ý C này, sin của A cộng B trên 2 bằng cos của C trên 2. Em có này, A cộng B cộng C thì bằng 180 độ. Thì có phải là A cộng B cộng C trên 2 bằng 90? Hay viết cách khác là gì? A cộng với B chia 2 cộng với góc C chia 2 thì phải bằng 90 độ không? Ta quan niệm A cộng B trên 2 là một góc, C trên 2 là một góc, thì hai cái góc này có tổng ở 90 độ. Ta gọi là hai góc phụ nhau. Và ta đã biết từ hồi lớp 9 là hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia, tức là sin của A cộng B trên 2 sẽ phải bằng cos của C trên 2. Suy ra sin của góc A cộng B trên 2 bằng cos của góc C trên 2. Và đây chính là điều phải chứng minh. Đó. Ta sang ý em nhé. Cốt của A cộng B trừ C bằng trừ cốt của 2C. Em biết là hai góc mà cốt góc này bằng trừ góc kia khi nào? Khi chúng là hai góc bù nhau. Em biết rồi, cốt của góc alpha thì bằng trừ cos của góc gì? 180 độ trừ đi alpha. Vậy bây giờ ta nghĩ đến việc chứng minh hai góc này nó bù nhau, tức là nó có tổng bằng 180 độ. Vậy ta nói thế này, ta có này A cộng B trừ đi C, đây là một góc nhé, cộng với cái góc kế tiếp này cộng với góc 2C thì bằng gì? A cộng B trừ C cộng C thành A cộng B cộng C. Vì đó là ba góc của tam giác nên tổng của chúng phải bằng 180 độ. Em nhận thế này, góc này này cộng với góc 2C này thì bằng 180. Vậy đây là hai góc bù nhau nhé. Mà chi tiết hơn thì em có thể biết là cos của cái góc alpha thì bằng gì? Cos của 180 độ trừ alpha, đúng không? À, vậy thì suy ra cos của A cộng B cộng xin lỗi trừ C phải bằng trừ cos của góc 2C. Đó, đấy là ý A. Bây giờ sang ý F này. Cos góc này bằng trừ sin của góc kia. Thế thì chúng ta đưa cái dấu trừ này vào bên trong thì
thì biểu thức của chúng ta sẽ là cos của trừ 3 cộng b cộng c trên 2 bằng sin của trừ 2a nhé. Biểu thức cần chứng minh này, cos của trừ 3a cộng b cộng c chia 2 bằng sin của góc trừ 2a. Đấy, sin góc này lại bằng cos góc kia. Khi nào? Khi đó là hai góc có tổng bằng 90 độ. À, ta nói thế này, ta có trừ 3a cộng b cộng c chia cho 2 cộng với cái góc này, tức là trừ đi 2a thì bằng gì? Trừ 3a này cộng b này cộng c này trừ đi 4a này, tất cả chia cho 2 này. Đấy, hay nó bằng gì nhỉ? Hình như chúng ta đang có một cái nhầm lẫn nào đó. Thì kiểm tra lại đầu bàn nhé. Ở cái ý nó có trừ 3a cộng b cộng c thì bằng sin của 2a. Ở đây thì nhầm nhé, nó là sin của 2a chứ không phải sin của trừ 2a. Đấy, vẫn là sin của 2a thêm. Đây ta cộng với 2a, ta sửa cái chỗ này thành cộng với 4a. Thế 4a cộng trừ đi 3a thì còn a, cộng với b cộng với c trên 2. Mà a cộng b cộng c thì bằng 180 rồi. Vậy a cộng b cộng c trên 2 thì bằng gì? 90 độ. Như vậy em thấy này, cái góc này, này cộng với cái góc này này là bằng 90 độ. Hai góc có tổng bằng 90 thì sin góc này bằng cos góc kia nhé. Mà em có thể nói là cos của cái góc alpha thì bằng sin của cái góc 90 độ trừ đi alpha. Đấy, nên suy ra cos của cái góc trừ 3a cộng b cộng c chia cho 2 thì sẽ phải bằng sin của góc 2a. Đây chính là điều phải chứng minh. Ta tiếp tục với ý g và ý h. G em này, sin của a cộng b cộng 3c trên 2 bằng cos của c. Sin góc này bằng cos góc kia, ta nghĩ đến việc chứng minh tổng của chúng bằng 90 độ nhé. Ta có này, a cộng b cộng 3c chia cho 2. Đấy, cộng với góc c. Thì nó phải là thành gì nhỉ? Trừ 4c. À xin lỗi, là 4c. Thế thì không được đúng không? Thế ta sửa lại một chút cái ta đang phải chứng minh này. Sin của a cộng b cộng 3c chia cho 2 nhé, bằng cos của c. Mà cos của c thì lại cũng bằng gì? Cos của trừ c. Đấy, em nhớ cho thầy nhé, cos của góc c cũng bằng cos của góc trừ c. Ta đã chứng minh được điều đó ở cái công thức lượng giác. À, thế thì ta lại nghĩ cách chứng minh góc này cộng góc này bằng 90 độ. Ta có a cộng b cộng 3c chia cho 2 cộng với trừ c, hay ta biết trừ c cũng được, thì bằng gì? A cộng b cộng 3c trừ 2c chia cho 2, tức là bằng a cộng b cộng c trên 2 hay bằng 90 độ. Vậy chúng ta có cái góc a cộng b cộng 3c trên 2 và cái góc trừ c có tổng bằng 90 độ. Thì sin góc này phải bằng cos góc kia đúng không? Ta có thể nói này, mà sin của góc alpha thì bằng gì? Cos của góc 90 độ trừ đi alpha. Từ này luôn đúng đối với alpha đúng không? Thế thì từ đây ông sẽ suy ra sin của cái góc a cộng b cộng 3c chia 2 cũng bằng cos của cái góc trừ c. Đấy, hay.
sin của a cộng b cộng 3c chia 2 cũng bằng cos của góc c, và đây chính là điều ta phải chứng minh. Đến cái ih, ta phải chứng minh tan góc này bằng cô tan góc kia. Đối với những cái góc mà nó phụ nhau, tức là có tổng ở 90 độ đó, thì sin góc này bằng cos góc kia. Thế thì để cho tan góc này bằng cô tan góc kia thì cũng vậy, tức là đó phải là hai góc phụ nhau, tức là có tổng bằng 90 độ. Thế thì ta sẽ phải chứng minh góc này, này cộng với góc này bằng 90 độ. Thì ta nói là ta có a cộng với b trừ 2c tất cả chia cho 2, cái góc này cộng với góc 3c trên 2, đây là hai góc này. Thế giờ a cộng b trừ 2c cộng với 3c thì rõ ràng nó thành a cộng b cộng c trên 2, thì có phải là a cộng b cộng c trên 2 thì đúng vào 90 độ không nhỉ? Vậy đây có hai góc có tổng là 90 độ rồi. Tôi có là nói rằng là mà nêu dẫn chứng đấy, tan của góc alpha thì bằng gì? Cotan của góc 90 độ trừ đi alpha. Nên suy ra tan của góc A cộng B trừ 2C chia cho 2 phải bằng cotan của góc 3C trên 2. Đây chính là điều phải chứng minh. Đấy. Chúng ta vừa mới trải qua cái bài tập thứ nhất một cách rất là nhẹ nhàng đúng không? Đấy là cái bước khởi động. Sang đến bài tập thứ hai ấy thì các em sẽ phải giải những cái bài tập đó ở cái mức độ khó tăng lên nhé. Và thầy lưu ý là để theo dõi đầy đủ các bài giảng của thầy đấy thì em hãy truy cập vào cái website có địa chỉ là hoặc cái đường link dự phòng rồi. Bây giờ ta tạm chia tay nhau trong ít phút rồi thầy sẽ tiếp tục quay lại hướng dẫn các em giải bài tập số 2.